Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi. Từng mùa đông qua luôn làm xé rách trái tim mình. Chẳng còn chi nữa, sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa. Và hình như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng nhau chung bước đi về. Đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ nói chia đôi trong tình yêu. Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau, em thường tươi cười và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi. Em bỏ anh một mình đôi. Trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói đó những tiếng yêu đầu môi, thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Lạ Lắm Anh Nha. Và đây là Phạm Đình, Thái Ngân. Hai màn trình diễn vừa rồi rất là hay, nó rất là matching với nhau, rất là dễ thương. Thì cũng là một cái điều gì đó mình phải suy gẫm lại. Và cái công đức mình sống từ nãy tới giờ như thế nào thì sẽ được trả lại. Mình đưa đi điều gì thì sẽ nhận lại điều đó. Em sai quá. Em không sai. Em không sai, chúng ta sai. Em vẫn cái khẩu khí của em đó chính là chỉ cần là người quen, thở cái là em biết liền. Quen là quen như thế nào? Ví dụ như Sophia, gặp hát nhiều lần với nhau rồi, đi hát chung, nói chuyện, đi ăn uống rồi, cái là thở cái là mình biết. Nhép chương trình chúng tôi không có nhiệm vụ phải mời những người đã ăn uống với bạn tới hát chung với bạn. Bài hát được chọn là bài hát tên gì ạ? Dạ, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, có khúc đồng mang tên là Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới. Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới. Bài này hay. Hay nha, hay, hay, hay. Bài này hay. Ngay sau đây là clip về nhân vật bí ẩn cuối cùng. Rồi. Ngồi làm việc trên có máy tính. Nam nha, Nam. Nghĩ, nghĩ. Nam hả? Viết nhạc, viết nốt viết nhạc. Nhạc. Anh có yêu em anh không? Anh có yêu em không? Đeo cái người nổi tiếng. Người nổi tiếng đứng trên thảm đỏ vẫy tay thân thiện. Anh có yêu em không? Rồi anh chán anh chia tay hả? Ủa đâu phải. Kinh doanh nha, có kinh doanh nữa. Khó vậy? Khó. Với lại hồi nãy là ở trên thảm đỏ em thấy cười hơi sượng. Cười hơi sượng hả? Đúng rồi, cười hơi sượng. Có đeo cái bảng này là người nổi tiếng. Cái xác tên là người nổi tiếng. Celebrity á. Giống như là hoa hậu rồi hay đeo đó. Cười hơi sượng thì chỉ có anh Châu Đăng Khoa thôi chứ còn ai nữa. Thực ra cái clip vừa rồi là chung ha, chung biết viết nhạc, có kinh doanh và là người nổi tiếng thì rất là chung, rất là nhiều người. Ví dụ như là Ngô Kiến Huy nè, cũng viết nhạc nè, cũng kinh doanh nè, cũng nổi tiếng nè. Là bây giờ là viết nhạc nè, người nổi tiếng, với lại câu nãy là gì? Kinh doanh với là anh có yêu em không? Có yêu em không? Trong cái đấy hình như nó có một cái mây với cả bầu trời. Rồi, cái chữ mà anh có yêu em không ở trong một cái đám mây giống mây như trên bầu trời vậy đó. Mây là gì ta? Mây là gì? Mây đó, là mây, mây xanh là nha. Mây, à, mây là vân à. Xanh, xanh là gì? Xanh là blue. Xanh là thanh. Thanh vân. Ủa kêu là nam mà. Như vậy là mình đã phân tích sai. Xin lỗi. Sophia, anh là người đoán ra em. Trong cái từng hơi thở, em hãy nói với anh một câu công bằng đi. Em cũng không biết nói gì, em nghĩ là thôi thì anh cứ tự đoán đi.
mình có thật sự giúp bạn không? Anh có đặt niềm tin đúng chỗ không? Em bây giờ anh bảo em thở là em biết làm thở. Thở là thở. Anh biết rồi đó. Thật ra ở đây cũng chả ai biết gì hết trơn. Nói như đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mời sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn cuối cùng ngày hôm nay. Trời ơi. Các bạn, tôi ngồi tới cái vòng cuối rồi là tôi hiểu cái sự auto của các bạn rồi. Chắc chắn là nam. Nào. Một chú hề. Không, cái mascot đó em thấy không liên quan, có cao không ạ? Bằng em. Tóc dài hay tóc ngắn? Không có tóc. Đinh. Ủa? Không thấy. Không, chưa thấy, chắc không có tóc. Không thấy tóc. Đinh. Tên em đi đầu đinh. Đừng bao giờ tin một người mang kính cận. Em nãy giờ em nói ra chân thành, em nói đầu đinh anh tin em đi. Em gây rối không ạ? Dù gì cũng là người cuối rồi, nãy giờ cũng hỗ trợ nhiều rồi. Chúng ta có hơi nhân nhượng tí nha. Âm nhạc nha. Xin mời. Gió vô tình từng mùa đông qua luôn làm xé rách trái tim mình, chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa, và hình như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng nhau chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ nói chia đôi trong tình yêu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau, em thường tươi cười và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi, em bỏ anh một mình đôi. Trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi, và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói đó những tiếng yêu đầu môi, thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời. Anh chơi một cú làm em hụt hẫng quá. Có một suy nghĩ gì không? Em có. Có ư? Em có ba cái tên trong đầu em. Wow. Em nói rồi, chỉ cần thở ra cái là em biết liền. Biết vậy nên anh nhớ ca sĩ là đừng thở khi hát. Đúng rồi. Nhưng tại mà... vì thở là biết mà. Bình tĩnh, có biết gì chưa ạ? Ở dưới, anh ở hỏi em, kìa. Em thì có biết gì đâu. Đừng hỏi Nam nữa, đừng hỏi Nam. Đâu hỏi Nam, Nam có biết gì đâu. Xoay ghế, bé nó lại luôn. Thôi biết gì? Rồi, Sophia. Em có một cái tên trong đầu mà. Đợi gì? Là. Em chưa nghĩ ra nhưng mà tên. Nghe giọng quen quá. Quen không? Quen, quen lắm. Tên gì? Nhỏ thôi, nhỏ cho mình anh thôi. Ồ, Nguyễn Hồng Thuận á. Ê, em nói nhỏ ghê luôn á, anh nghe Nguyễn Hồng Thuận luôn á. Em đang suy nghĩ tới ai mà đầu đinh, tại vì... Chắc có đầu đinh chính. Không thấy một đầu đến thiệt, đầu đến thiệt, đầu đến thiệt, đầu đến thiệt. Không phải quay qua thấy rồi. Okay. Nam có nên tin bé Chi không Nam? Ok. Cái vấn đề cái đầu đinh không liên quan tới cái tên của họ. Vì ngày hôm trước tóc vàng, ngày hôm sau vẫn đầu đinh được. Cái đó người ta gọi là in được khách. Nếu vậy thì tôi sẽ thu gọn chỉ còn lại hai cái tên với cái bộ tóc đó. Rồi. Đó chính là. Tôi nói luôn ha. Nói luôn đi. Em nghĩ một là Hứa Kim Tuyền. Wow. Hay là anh Nguyễn Văn Trung. Wow. Khi mình đã ngồi ở ghế này là mình trải qua hai cái cặp trong ca, mình có kinh nghiệm hoàn toàn trật lất. Sao quá ghê. Thực ra là vậy nè, nói Nguyễn vui thôi chứ mình vẫn chưa mở mặt mà anh nói vui chứ cũng có biết gì đâu. Bây giờ mở mặt nhé. Trong chúng tôi tha thiết mong muốn nhân vật bí ẩn số 3 ngày hôm nay mở mặt nè. Thấy chưa, đậu đinh.
Định đâu có tóc tiệm ơi. Mời nhân vật bí ẩn số 3. 3, 2, 1. Mở ra. Khoan khoan, cái này không phải là auto nữa, cái này là lam thiệt nè. Cái này là lam thiệt. Sao? Em trời ơi mà. Sáng nhậu thì nhạc sĩ nổi tiếng mà. Tên có thể chụp ừ thì đó. Khoan, nhưng mà nếu như mà như vậy thì em loại ra được thêm vài cái tên nữa. Ủa vậy là em loại hết trong đầu em luôn rồi. Ủa tại sao em biết những gì anh nghĩ là cái mà loại? Anh tin em không? Tin em không? Tuổi thơ của em đó, cấp 1, cấp 2 của em đó. Cấp 1, cấp 2 của em. Vậy là anh Nguyễn Văn Hãy Trung nhớ số rồi. Tuổi của tôi đi. Anh nói em nghe nè, tất cả những người đang nổi tiếng đều là tuổi thơ của em hết. Đúng không? Em trẻ mà. Đúng mình rồi, đang đội vương miệng mà sao mình cứ chỉ thành tâm quá vậy? Rồi. À không nha, không biết. Nãy giờ lạ lắm. Nãy giờ là... Ôi mình được hỏi bệnh chưa? Mời hỏi. Được rồi, được rồi, rồi. Hello bạn. Hổn, hổn, hổn. Bạn ơi, bạn ơi, hổn hổn của em mà. Hổn hổn của em. Ờ, chào chú. Phải gì mà nữa. Không được luôn. Chào chú là từ chối trả lời 5 câu luôn. Khó tính nha. Khó tính nha. Anh có biết đá banh không ạ? Wow, bắt đầu sàng lọc đúng rồi. Không, chỉ chơi banh đũa. Vậy là có. Bài hát nổi tiếng nhất của anh là gì vậy anh? Trời ơi. Vô nghĩa. Anh không có bài nào nổi tiếng nhất, nó nổi tiếng đều. Body anh có 6 múi không ạ? Từ chối trả lời. Vậy là lòi ra rồi. Biết ai chưa? Biết rồi. Với cái độ xéo sắc này thì có cần hiên không? Anh là ai vậy ạ? Là một người vừa mới gần đây có hợp tác với ngân đó. Wow. Đó. Đây, nó xảy ra hai trường rồi. Hợp. Thưa quý vị thân mến, có hai vấn đề xảy ra. Nếu Ngân nhớ thì là Ngân lập người, ok quá. Là làm với đồng nghiệp là nhớ, trân trọng cái tình cảm. Còn nếu như Ngân là người không nhớ thì chẳng khác nào những người hỗ trợ mình nó chỉ là phù du thôi. Mà trong showbiz này sống mà không có tình nghĩa như thế thì làm ủa sao anh? Mà hả? Sao anh nói gì? Sao anh nói gì? Không nói gì biết nói sao. Người ta nói là mới gần đây hợp tác với em. Mới gần đây hả? Gần đây. Ủa sao mà gần đây được? Thật ra Trường Giang mà hợp tác với ai là luôn nhớ. Bởi vì đó là người góp công cho cái sản phẩm của mình mà. Đưa mình đi thêm những con đường nghệ thuật của mình mà. Mình phải trân trọng và tri ân chứ. Hay quá nha ơi. Nãy mình ác quá, mình hát cái giọng nó lạ quá. Nhân nó không nhận ra đâu. Giờ cho Nhân cái hiên nữa. Nhân có đọc đáp cho ai không? Không lẽ là... Đâu, nếu vậy là anh Phạm Khánh Hưng hả? Là anh Phạm Khánh Hưng hả? Ừ, thẩm mỹ. Phải vậy chứ. Không phải, tại vì anh đang đi Úc mà. Đúng rồi, đang đi Úc. Lên Facebook ảnh còn thấy anh post cái hình khoe cái bắp tay bự chà bá vậy nè. Đúng rồi. Điều gì cũng có thể xảy ra hả? Em hỏi thêm cái nữa. Anh có phim Mắt Biết chưa anh? Ủa cái đó dễ mà, ai trả lời cũng được. Không, em phải có một... Anh mê phim đó, phim nào anh cũng coi rồi. Là anh thấy em đóng trong phim đó hay không? Hay. Rồi, biết ai rồi? Ủa vậy là biết luôn. Biết. Hay quá vậy. Cái tên? Anh Phạm Khánh Hưng. Vì sao lại nghĩ là đây là Phạm Khánh Hưng? Ảnh tưởng em là người đóng phim Mắt Biết. Đúng rồi. Thực ra em chỉ hát với lòng tiếng thôi. Ai cũng biết điều đó. Đúng, chỉ có mình ảnh là duy nhất em được biết một cái tin động trời là ảnh tưởng là em là người đóng trong phim đó luôn. Nhưng mà sau đó là ảnh đã biết ảnh sai rồi. Hả? Sau đó là ảnh đã biết ảnh sai mà. Rồi em, ừ, hiểu, ha? Em hiểu vấn đề không? Thì bây giờ nếu ảnh xuất hiện ở đây thì anh cũng sẽ trả lời cho em nghĩ rằng là ảnh là người không biết thiệt đến thời điểm này. Thiếu một bước rồi đó. Nãy giờ là thấy anh hỏi nhiều lắm rồi đó. Không, em nghĩ là với cái dự kiện em hỏi cái vụ phim với lại em rap cho ai. Em rap cho ai thì ban tổ chức đều biết hết. Tì là anh Phạm Khánh Hưng. Chắc chưa? Em. Không lẽ anh bay từ Úc về lẹ vậy ta? Ở đâu ra mà bay về ông ơi.
đang ở Melbourne. Ngày mai anh sẽ bay qua Adelaide để anh hát tiếp. Ngày mốt anh sẽ bay qua Sydney. Rồi ngày kia anh về Bạc Liêu anh hát. Khoan, em nhớ lại cái dự kiện đầu đinh. Đúng. Em chắc chắn đó là làm Phạm Khánh Hưng. Em chắc chắn đó là làm Phạm Khánh Hưng. Rồi đừng chắc chắn nữa, âm nhạc. Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nữ trong lời em như cơn gió thôi. Em bỏ anh một mình đơn côi. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu chung trước em đừng nói, nói những tình yêu đầu môi, thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Kiều Ngân cuối cùng cũng nhận ra. Khi mà cho quá trời hint luôn rồi mới nhận ra. Không phải. Tại vì vậy là Phạm Đình Thái Ngân sau 3 giờ đồng hồ với sự hỗ trợ nhiệt tình từ ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng thì mới vô tình nhận ra anh ấy. Không phải. Tại vì em cái khoảng thời điểm này là anh Hưng anh mới vừa đi Úc và anh đang em mới thấy anh vừa up poster. Cái vấn đề ở đây là anh đi Úc hay là anh đi Thái, đi Lào giờ là chuyện của anh. Mình nghe một cái người đã cộng tác với mình mà mình nhận không ra. Điều đó chứng tỏ điều gì? Mình không quan tâm tới giọng hát của... Anh đoán được không, rồi anh đính chính là đoán được rồi. Quản lý kêu là làm sao cho Ngân được nhận ra. Cho nên là ở nhà tập đúng 3 ngày liên tục. Rồi thì hát không nhận ra thì đúng không? Chơi cua không mà đúng rồi hát đúng là xuống, em không sợ. Nhận ra anh hát cái giọng đó là em với cái dữ liệu mà anh đi Úc nè, xong anh hát cái kiểu mà cái vế đầu á là em lại nghĩ trong đầu là chắc chỉ có anh Trung mới hát. Hay quá anh, vậy là vẫn sai nha. Hưng nhái giọng Tuấn Hưng. Ủa, anh nhái giọng Tuấn Hưng dữ luôn vậy đó. Vậy tại sao nè, những người này đâu có làm việc với làm Phạm Khánh Hưng đâu mà hát lần đầu tiên xong ở đây biết hết đúng không, đúng không? Em đã nói là đầu tiên anh thấy chưa, không có lại đinh dữ đinh chưa nào hả chị ơi. Tôi nói thiệt nha, hồi nãy mà Phạm Khánh Hưng không nói là có từng đọc rap cho ai chưa. Đúng rồi, không cho bao giờ tới sáng mai khi ông mặt trời thức giấc cũng đó không ra. Anh giả giọng hay quá hả? À. Vậy là nghe người ta mà. Tại vì cái giọng đặc trưng của ảnh là nó quá xịn rồi. Anh hát ra một cái là em biết liền. Cho nên là khi mà ảnh giả lại anh luôn á. Thôi thì đúng rồi, nếu mà hát câu đầu tiên thì nó hết vui rồi. Thôi thì thôi kệ, vương miệng cho bé nó đi nha. Anh nhớ là anh nhờ em đó nha. Hồi nãy em nói là không có chuyện gì không thể xảy ra. Anh mới thay đổi suy nghĩ anh lại. Lẽ ra như tôi mà gặp tiền bối mà tôi nhận không ra là tôi sẽ đứng, tôi cúi đầu. Đúng rồi. Chín đồ và tôi nói xin lỗi vì đã không nhận ra. Em khóc luôn á, em khóc luôn á, nếu như em khóc luôn. Em đứng em khóc đứng luôn. Nè, đối diện, 90 đồ xin lỗi vì đã không nhận ra giọng anh. 2 3. Em xin lỗi anh Phạm Khánh Hưng vì đã không nhận ra anh. Đó, đó. Chấp nhận. Tên, 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 tên. Có nhạc không anh? Nữa. Thôi, thường mấy người sai đừng nói chuyện. Để lên đầu đi, để đầu đi. Vương em miệng. Em cảm thấy gọi là bế tắc trong lòng quá. Tại bế sao là em không nhận ra ta? Cái chuyện đó bình thường, mình không nghĩ tới ai thì mình không nhận ra họ vậy thôi. Không phải. Không phải. Đau lòng.
Bây giờ vậy nè, em đã nhận được vương miện rồi, đó là cái luật chơi rồi, thì chúng ta sẽ nhớ lại clip của ca sĩ Phạm Kinh Hưng, đúng chưa? Là người viết nhạc, sáng tác nhạc, rồi ngồi là làm CEO đó, rồi sau đó là đầu tiên là có bài Vì Sao. Vì Sao, ai biết bài Vì Sao? Ủa sao nãy ban cố vấn không đọc chữ Vì Sao? Em tưởng đó là em tưởng đó là cái gì đó chơi. Người hay nói với anh vì sao thế? Ủa, vậy nói còn... với anh vì sao lòng. Hưng với Ngân quay cái bài đó luôn cho nên là không có cần phải hát. Em khóc rồi, em nói rồi, em làm đứng em khóc rồi nãy giờ đó. Không những quay một bản mà còn quay hai bản. Quay hai vừa rồi. Gặp em thì bỏ về luôn, nghỉ dừng. Hát luôn chứ xấu hổ quá. Dừng hoạt động nghệ thuật. nói chơi vậy thôi mọi người ạ. À, anh Hưng người lớn, anh sẽ tha thứ, khán giả thì không. Không sao. À, anh Hưng thân mến, là ca sĩ Phạm Kinh Hưng là một người rất là giỏi về sáng tác và hát, thì sự trở lại lần này là chắc chắn sẽ mang lại nhiều cái bài hát hay hit, và chắc chắn sẽ được sự ủng hộ rất nhiều từ quý vị. Mong quý vị hãy ủng hộ cho ca sĩ Phạm Khánh Hưng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trao giải ngay bây giờ. Xin mời. Là Lâm Ở Nhà. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên VOWN.